Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đáp trả khi bị nói vì tiền bỏ bạn, dỡ bảo Natalie Cao Thái Sơn. Scandal xoay quanh việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bán hàng loạt bản hit trong quá khứ của Cao Thái Sơn như Cầu Vồng Sau Mưa, Tình Yêu Trở Lại, Pha Lê Tím, Con Đường Mưa cho Natalie đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Đây là những ca khúc do Nguyễn Văn Chung chấp bút và được thể hiện bởi giọng ca 8X từng gắn liền với thanh xuân của nhiều người và cũng là ngòi nổ làm nên tên tuổi đình đám của nam ca sĩ họ Cao một thời. Dù đã chính thức lên tiếng trả lời phỏng vấn và nói rõ về tính chất của thương vụ mua bán nói trên, song một bộ phận không nhỏ cư dân mạng vẫn ném đá nam nhạc sĩ. Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cho đăng tải một bức tâm thư khá dài, tiếp tục khẳng định quan điểm của anh cũng như giải thích rõ từng lời cáo buộc mà netizen gán cho bản thân. Mở đầu bức tâm thư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định các ca khúc mà anh viết đều thuộc quyền sở hữu của anh, không phải của người khác, nên việc anh muốn bán cho ai là quyền cá nhân. Nhạc sĩ cho biết đây là hành động đúng luật và đúng thỏa thuận. Anh cũng nhấn mạnh trong công việc không nên câu nệ tình cảm cá nhân mà phải đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu. Trước cáo buộc anh chơi không đẹp khi để Natalie mua độc quyền các bản hit cũ của Cao Thái Sơn, anh đã phủ nhận việc này và cho biết mình luôn chơi đẹp, luôn làm đúng trách nhiệm trong thỏa thuận, thậm chí làm hơn. Anh cũng cho biết bản thân chưa bao giờ quỵt tiền ai hay trễ tiền thanh toán với khách hàng. Tương tự ở vấn đề vì tiền bỏ bạn, anh cho biết khi đặt vào công việc thì mọi thứ phải chuyên nghiệp, không thể vì tình cảm cá nhân mà bị chi phối. Về việc bị chê toàn mấy bài cũ rích ăn mày quá khứ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, đó mới là dấu hiệu cho biết ca khúc anh sáng tác có sức sống lâu dài, được làm thành các sản phẩm phái sinh. Anh thậm chí còn cho rằng việc bảo ăn mày quá khứ là một lời khen vì rõ ràng những bản hit trong quá khứ của anh thực sự có ảnh hưởng lớn. Anh cũng cho biết vấn đề anh than nợ chính là để tích góp tiền mua nhà, một kế hoạch rất lớn trong cuộc đời của bất kỳ ai. Người chê nhạc anh sến, Nguyễn Văn Chung cho biết sắp tới các ca khúc của anh sẽ được đưa thẳng vào chương trình học nên hãy làm quen với điều đó. Nhìn chung, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh việc khi xảy ra những mâu thuẫn và tranh chấp thì đều phải lấy pháp luật làm thước đo, làm chuẩn mực. Không thể cảm tính và lấy những suy nghĩ cá nhân để kết luận sự việc là đúng hay sai được. Giữa lúc cộng đồng mạng vẫn đang tranh cãi quyết liệt thì mới đây Natalie đã bất ngờ tiết lộ đoạn chat với Nguyễn Văn Chung lên mạng xã hội. Cụ thể trong một bình luận với fan anh viết, nhiều khi chẳng thân thiết gì nhưng vẫn tử tế và chân thành gấp tỷ lần mấy Phượng Ngụy Quân Tử. Có thể thấy trong đoạn tin nhắn, nam nhạc sĩ sinh năm 1983 đã công khai gửi lời cảm ơn Natalie kèm icon yêu thương, em cảm ơn anh Ly vì món quà. Natalie cũng dùng loạt icon trái tim để trả lời Nguyễn Văn Chung. Chia sẻ với báo giới về việc thẳng tay mua loạt ca khúc nổi tiếng một thời của Cao Thái Sơn, Natalie cho biết sở dĩ quyết định làm căng đến mức này đều là vì người kia đã làm những chuyện không đúng với anh trước. Những hành động của tôi hoàn toàn là để tự vệ, bảo vệ bản thân trước những thông tin sai sự thật, thóa mạ. Tôi không hề tấn công ai trước. Nói về nguyên nhân dẫn đến hành động tự vệ của mình, Natalie bộc bạch. Đó là vì có người đã chơi xấu, mua nick like trên Facebook của tôi quá nhiều, thậm chí dùng nick ảo bình luận rất tục tiểu, trong khi tôi là người luôn nói chuyện rất lịch sự, không bao giờ chửi bậy trên mạng xã hội. Những điều này khiến fan của tôi buồn, trong khi từ trước giờ các status của tôi làm gì có nhiều dislike đến thế. Các bình luận đa phần cũng tích cực từ người hâm mộ trong và ngoài nước.